Em cỡ mấy độ thôi? Tám chín độ luôn. Thằng ếch vậy. Chị thấy chị nhìn mắt kiến em, chị thấy nó hơi dài dài cho nên chị mới hỏi, mà không ngờ là nó không ngờ là nó hơi em mở mắt ra em nhìn đâu có thấy rõ chị đâu đúng thường em lấy một là mấy đâu thôi ba à. Ừ, chắc là hồi tiên qua chỗ chị hả? Chị em nhắc em đi hả? Anh ở ảnh ở dưới hả? Anh dưới đợi em hay sao? Anh có làm luôn không? Ừ, hả? Chị là nghe là người yêu của chị. Em cảm thấy khó chịu được không em? Chứ cái hồi này em không xử lý kịp thời đúng lúc á, nó bị sẹo hết, có mấy cục bị viêm á, cục này viêm con hổ. Ok, được ba mẹ nha, đi xin đây được ba nữa.
cà viên này. Nó xong hai bên rồi đó, nó nhẹ nhàng rồi. Khó thế, nói nhanh được đây đâu. Muộn rồi em cũng nhiều mà. Đỏ chưa? Còn thuốc sức không đẹp? Con còn thuốc sức không? Ừ. Cầm nữa sao, cầm nữa sao. Rồi mọi thứ đã lên bàn nha các bạn. Giờ thì cũng giao nhà luôn, cây chuối với bắp chuối. Cây chuối non á. Rồi cá mình đã phi lê với ướp sẵn nè. Nay thì mình chỉ ăn thôi các bạn chứ không có rượu bia gì nha. Cái út ăn cơm. Mời các bạn ăn tối cùng gia đình mình nha. Đây là ba của mình đây. Nhảy, ớt bị nhảy. Ớt nhảy hả? Ớt bị nhảy. Với kinh nghiệm 3-4 năm dầm ớt, cuối cùng tôi cũng đã dầm được. Rồi đây luôn đi, ngon ăn trước rồi đây. Rồi đây. Ngoài không ăn đâu. Bé Thư ăn đi. Tao đó đựng gì vậy? Đựng xương à. Xương hả? Xương để chính giữa đi. Ăn thịt không đi, ăn không ăn cái nào. Ăn cơm ăn nha. Cơm nè. Ăn chính.
Ngoài lúc qua thì cho con ăn nè. Chán là phải ăn. Để cá vô nha. Bình thường nha, bình thường. Để cá để dao vô, đang để dao vô đây. Đây cắm muối tiêu em. Qua ăn cơm. Ăn cơm đi, để thôi ăn cơm đi. Nè, bới cho nó ít ít cơm đi chứ. Muỗng cơm rồi, nó mới ăn rồi. Nó ăn cơm xong rồi như này. Nó ăn cơm mà nó ăn cơm chan với nước lạnh nó mới ghê chứ. Mọi đó ngủ con ha. Hay nha. Thịt nhóc này ba mẹ ăn này đi. Cái này cũng ngon này đây, này chín chưa nhóc. Dạ. Chan nước ăn hả? Chan nước này ăn nè. Chan nước ai này cay không cay ăn được đâu nghe. Cho hộp vịt qua. Không tay. Ừ, hộp vịt nè. Mình để cho mình. Đúng rồi. Ngon đang thử à. Thử đều cảm nhận cho mọi người nghe. Cái review quá. Rồi đã mọi người đi ngủ. Đang đang không xem phim một người về tắm đang lên đây. Nhìn.